Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh Anh TV. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách vẽ chữ bùa trị mắt xương. Thì bùa lỗ ban này, khi mà các bạn thấy người ta bị nạn hay bị vấn đề gì đó thì các bạn nên sử dụng nó để giúp người khác, không sử dụng bùa lỗ ban để hại người và làm những mục đích hại người hoặc trục lợi cho mình nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về cái bùa trị mắt xương này. Cách dùng của cái bùa là phán khô ngay chỗ mắt xương, buốt xuôi 3 cái, bảo người bị mắt xương nuốt vô 3 cái. Là cách dùng là như thế. Rồi bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn câu chú và vẽ hình bùa. Thì khi mà các bạn đọc câu chú thì các bạn phải nín thở nha các bạn. Và vẽ bùa cũng thế. Khi bạn đọc chú và vẽ bùa thì các bạn phải nín thở và suy nghĩ về cái điều mà bạn muốn làm. Ví dụ như các bạn muốn người ta hết bị mắc xương thì bạn phải suy nghĩ về cái vấn đề đó. Thì mình sẽ đọc qua câu chú. Thì khi mà mình đọc thì mình sẽ chụp cái nguyên văn này, mình sẽ phóng to lên màn hình cho các bạn cũng nhìn thấy được cái từng câu từng chữ trong cái cuốn sách này. Thì bây giờ mình sẽ đọc qua câu chú nha các bạn. Quế quát Ngô Trọng, thái thượng lão quân, cấp cấp như lệnh sắt. Quế quát Nam Mô Phật. Rồi, mình đã đọc xong câu chú. Thì mình sẽ đọc lại một lần. Đọc lại một lần nữa nha các bạn. Quế quát Ngô Trọng, thái thượng lão quân, cấp cấp như lệnh sắt. Quế quát Nam Mô Phật. Rồi, mình đã đọc xong câu chú. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách vẽ cái chữ bùa này. Thì khi mà mình vẽ từ cái hình nhỏ này ra tờ giấy lớn thì các bạn cũng để ý, thì các bạn có thể là nắm bắt được cách mình vẽ như thế nào thì các bạn có thể là làm theo. Rồi mình sẽ hướng dẫn sơ nữa là các bạn đã ra. Thì bây giờ mình sẽ bắt đầu vẽ nha các bạn. Ok, mình đã vẽ xong cái chữ bùa. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn sơ cho các bạn. Thì các bạn thấy mình vẽ thì các bạn đã nắm được rồi. Mình sẽ hướng dẫn sơ tí xíu nữa thôi. Các bạn vẽ 5 đường ngang. Và các bạn vẽ giống như chữ E. Rồi các bạn về vẽ 3 chữ X nhỏ ở trong. Ở cái phần này thì phức tạp hơn một tí xíu. Thì các bạn vẽ hình xích xắc. Các bạn vẽ 1, 2. Cuối cùng là các bạn bo qua. Rồi dòng lên. Các bạn vẽ hình chữ M. Rồi các bạn bo tròn nó. Rồi các bạn xoắn 2 vòng. Rồi cuối cùng là các bạn đá ra. Thì các bạn nên giúp người sử dụng cái này để giúp người nha các bạn. Thì mình có cái điều cần các bạn giúp là khi các bạn xem clip này thấy hay, bổ ích và có thể giúp người khác thì các bạn có thể like, share cho mọi người biết và các bạn nhớ đăng ký kênh giùm mình. Thì nếu mà có vấn đề nào mà thắc mắc hay là chưa rõ hay là có cái gì đó các bạn muốn mình hướng dẫn cho các bạn, hay là các bạn thấy vui thấy buồn hay là thấy không vui không buồn, thì các bạn cũng nhớ comment ở dưới clip. Các bạn cứ bình luận thoải mái, mình sẽ giải đáp cho các bạn. Thì mình xin cảm ơn các bạn đã xem clip này và hẹn lại các bạn ở clip tới. Nhớ đăng ký kênh để xem clip mới nha các bạn. Xin cảm ơn và chào các bạn.